cho các bạn, đặc biệt là các bé thân yêu của chúng ta. Đến với kênh giải trí Bobo TV Online hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một nhân vật phim hoạt hình đang rất được yêu thích hiện nay, đó là cô bé Masa. Rất quen thuộc phải không các bạn? Nhân cô bé Masa siêu quậy và chú gấu xiết đáng yêu sẽ được chúng tôi giới thiệu ngay sau đây, nhưng không phải qua một đoạn phim hoạt hình mà là qua một trò chơi rất vui nhộn và hấp dẫn. Trò chơi đó là cô bé Masa đảm đang và chú gấu xiết thu hoạch hoa quả. Nào, để không mất thời gian nữa, chúng ta sẽ cùng cô bé Masa và gấu giao rừng bắt đầu công việc của mình nhé. Thể loại cuộc chơi là cô bé của chúng ta sẽ phải trải qua 3 vòng chơi với mức độ khó tăng dần. Chú gấu xiết sẽ truyền cho cô bé Masa những cái giỏ để cô bé Masa thu hoạch. Nào, chúng ta hãy cùng thu hoạch cùng với Masa nhé. À, bắt đầu vòng thứ nhất rồi. Cô bé Masa sẽ phải thu hoạch được 5 cái giỏ, 5 cái giỏ thông và 3 cái giỏ thông và 2 cái giỏ là dâu tầm. Mỗi một giỏ cô bé Masa của chúng ta sẽ phải thu hoạch được 8 quả. Những cái quả đầu tiên cũng đã được cô bé Masa thu hoạch vào những cái giỏ rồi. Thì xem cô bé Masa của chúng ta có hoàn thành được cái vòng chơi này không nhé các bạn. Một giỏ thông đầu tiên đã được cô bé Masa thu hoạch rồi. Cố lên nào cô bé Masa. Ba giỏ quả thông, quả dâu tầm, quả dâu tầm, quả dâu tầm, quả dâu tầm. Cô bé Masa của chúng ta hiện tại đã thu hoạch được một cái giỏ thông và một cái giỏ dâu tầm rồi nhé các bạn. Nhanh lên nào. Đây, hai giỏ thông và hai giỏ dâu tầm. Hiện tại thì chỉ còn một giỏ thông nữa là cô bé Masa của chúng ta sẽ hoàn thành được cái vòng chơi này. Các bạn hãy ủng hộ cho cô bé Masa nhé. Nhanh lên nào cô bé Masa. Đây, cô bé Masa của chúng ta hiện tại thì đã hoàn thành được cái vòng chơi rồi. Vẫn còn 20 mấy giây cuối cùng để xem cô bé Masa của chúng ta sẽ thu hoạch được thêm bao nhiêu giỏ thông và dâu tầm nữa nhé. Nhanh lên nào. 9 giây cuối cùng. Cô bé Masa ơi, giỏi quá. Hoàn thành được vòng thi thứ nhất rồi. Để xem. Bắt đầu vòng thi thứ hai để xem cô bé Masa của chúng ta sẽ vượt qua một thử thách như thế nào nhé. Nhanh lên nào. Bắt đầu vòng thi thứ hai. Thể lệ cuộc chơi cũng giống như vòng thi thứ nhất, nhưng mà ở vòng thứ hai này sẽ là một thử thách khó hơn, là cùng ngoài thu hoạch thông và dâu tầm, cô bé Masa của chúng ta sẽ phải thu hoạch thêm trái cherry nữa. 4 giỏ cherry, 4 giỏ thông và 3 giỏ dâu tầm. Những cái quả đầu tiên cũng đã được cô bé Masa của chúng ta thu hoạch. Vòng thi có vẻ khó khăn hơn, để xem cô bé Masa của chúng ta có vượt qua được vòng thi này không nhé. Nhanh lên nào. Một giỏ dâu tầm đầu tiên đã được cô bé Masa chúng ta thu hoạch. Một giỏ thông nữa. Nhanh lên. Hiện tại thì một giỏ cherry đầu tiên cũng đã được thu hoạch rồi. Nhanh lên nào. Vòng thi này cô bé Masa của chúng ta sẽ phải thu hoạch 11 giỏ. Hiện tại thì cô bé chỉ mới thu hoạch được 3 giỏ. Để xem cô bé Masa của chúng ta có hoàn thành được vòng chơi này không nhé. Nhanh lên nào, thời gian càng lúc càng trôi nhanh. Hiện tại chỉ còn có 1 phút 30 mấy giây nữa thôi mà cô bé Masa của chúng ta chỉ mới thu hoạch được 4 giỏ, còn 5 giỏ rồi nhé các bạn. Vẫn còn 6 giỏ nữa, 5 giỏ nữa.
nhanh lên nào. Hay cô bé Masa của chúng ta có vẻ hơi chậm chạp, không biết có vượt qua được cái vòng thi này không đây. Cố lên nào Masa. Nhiều thầm quả thông, quả cherry. Hay sao có vẻ chậm chạp quá. Cherry, dâu tầm, quả cherry, quả thông, còn 41 giây nữa thôi. Cô bé Masa nhanh lên nào. Chắc khó vượt qua được dòng thi này quá. Còn 3 giỏ nữa. 21 giây, mười mấy giây cuối cùng nữa thôi, nhanh lên. Còn 2 giỏ nữa. Nhanh lên nào. Rồi, có vẻ không kịp rồi. Hu hu. Cô bé Masa của chúng ta đã không vượt qua dòng chơi này rồi, buồn quá. Bắt đầu lại dòng chơi. Cô bé Masa ơi, phải nhanh tay lên nào. Nhanh lên. Sẽ có thưởng cho Masa. Quả dâu, quả thông, quả cherry. Nhanh lên nào, những cái quả đầu tiên cũng đã được cô bé Masa của chúng ta thu hoạch. Vòng này có vẻ cô bé Masa của chúng ta nhanh nhẹn hơn vòng trước. Nhưng để xem cô bé Masa của chúng ta có vượt qua được hay không nhé. Nhanh lên. Quả cherry, quả thông, quả cherry, quả thông, quả thông. Thì 2 phút 20 giây nữa. Cô bé Masa của chúng ta cũng chỉ mới thu hoạch được 2 giỏ, vẫn còn tới 9 giỏ lần. Để xem. Nhanh lên nào. Nhanh lên cô bé Masa ơi. Quả thông. Nhanh lên. Quả dâu tầm, quả thông, quả cherry. Hiện tại thì cô bé Masa của chúng ta đã thu hoạch được 5 giỏ, còn 6 giỏ nữa. Quả cherry, quả dâu tầm, quả cherry, dâu tầm. À, thêm được một rổ dâu tầm rồi nhé các bạn. Nhanh lên. Vòng thi này hình như là cô bé Masa của chúng ta nhanh tay hơn rồi đấy. Hy vọng là cô bé sẽ vượt qua được cái vòng thi này. Nhanh lên. Cố lên nào bé Masa ơi. Các bạn hãy cùng cổ vũ cho bé Masa nhé. Cố lên Masa ơi. Dạ thông. Thông. Dâu tầm. Thông. Cherry. Dạ. Thông. Dâu tầm. Dâu tầm. Quả thông. Hiện tại thì cô bé Masa của chúng ta đã thu hoạch được đủ 3 giỏ dâu tầm. Thông và cherry thì mọi thứ còn một giỏ nữa. Nhanh lên. Cô bé Masa ơi, nhanh lên, còn 20 mấy giây nữa. Cũng đã thu hoạch được đủ giỏ thông rồi nhé các bạn. Cherry còn một giỏ nữa. Có vẻ như là lần này cô bé Masa của chúng ta có thể sẽ vượt qua được dòng chơi này. Nhanh lên. Đủ rồi nhé các bạn. Vẫn còn 3 giây cuối cùng. Vượt qua rồi, cô bé Masa giỏi quá. Bắt đầu dòng thi thứ 3. Lần này cũng giống như dòng thi thứ 2, nhưng cô bé Masa của chúng ta sẽ phải thu hoạch được tới 14 giỏ lần.
Ôi, nhanh lên. Dòng chơi vừa rồi, còn cô bé của Masa của chúng ta cũng hơi khá là vất vả mới vượt qua được dòng chơi. Lần này thì phải thêm 3 giỏ nữa. Không biết cô bé Masa sẽ ứng phó như thế nào đây. Nhanh lên. Nhanh lên Masa ơi. Cô bé Masa của chúng ta đang rất là cố gắng. Các bạn cũng hãy cùng ủng hộ cho Masa đi. Nhanh lên Masa ơi. Quả cherry, quả thông. Quả thông. Quả thông kìa. Quả thông. Quả cherry. Quả thông. Dâu tằm. Dâu tằm. Cherry. Dâu tằm. Dâu tằm. Hiện tại, cô bé Masa của chúng ta đã thu hoạch được 3 giỏ. Vẫn còn tới 11 giỏ. Có vẻ hơi khó khăn đây. 2 phút mười mấy giây nữa. Cố lên Masa ơi. Nhanh lên nào. Nhanh lên. Quả dâu tằm, quả dâu tằm, quả cherry. Quả dâu tằm, quả thông. Ai, được 4 giỏ, được 6 giỏ rồi nhé các bạn. Cô ma bé Masa của chúng ta cũng đang cố gắng hết sức. Nhưng thời gian càng rút ngắn. Vẫn còn tới... hiện tại được 7 giỏ rồi, còn 7 giỏ nữa, phân nửa chặng đường rồi nhé các bạn. Thời gian chỉ còn 1 phút 30 mấy giây nữa thôi. Càng lúc càng căng thẳng, còn biết cô bé Masa của chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Nhanh tay lên nào! Quả thông, quả cherry, quả cherry, quả cherry. Nhanh lên nào, gấu sẽ có thưởng cho Masa, nhanh lên! Quả dâu tầm, quả thông, 9 giỏ rồi, 9 giỏ rồi, còn 5 giỏ nữa, 1 phút. Còn 1 phút cuối cùng. Dâu tằm. Quả thông. Quả dâu tằm. Quả cherry. Quả dâu tằm. 10 giỏ rồi, còn 4 giỏ nữa. Nhưng mà chỉ còn 44 giây nữa thôi. Có vẻ lần này cũng hơi căng thẳng đây. Cô bé Masa ơi, cố lên, 3 giỏ cuối cùng. 30 giây nữa mà vẫn còn tới 3 giỏ lận. Còn 2 giỏ nữa. 2 giỏ nữa thôi, cố lên, cố lên. 1 giỏ. 12 giây cuối cùng. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, thua rồi. Dòng này lại không vượt qua rồi, để xem cô bé Masa của chúng ta chơi lại, để xem cô bé ấy lần này có vượt qua được hay không. Cherry, quả thông, quả dâu tằm, quả dâu tằm, quả dâu tằm. Cố lên Masa ơi, không nhanh tay, không được đâu. Nhanh tay lên. Cô bé Masa ơi, cố lên nào. Dâu tằm, dâu tằm, cherry, quả thông. Nhìn được. Hiện tại thì cô bé Masa cũng ra đã thu hoạch được 3 giỏ rồi nhé các bạn. 11 giỏ nữa. Nhanh tay lên. Có vẻ cô bé Masa của chúng ta cũng đang rất là cố gắng. Và hình như là nhanh tay hơn vòng thi trước rồi đó các bạn.
các bạn hãy cùng nhìn tôi ủng hộ cho Masa nhé. Cố lên Masa ơi. Qua trò chơi này, có vẻ như cô bé Masa của chúng ta không còn siêu quậy và tinh nghịch nữa, và cũng là một cô bé rất dở dang và đảm đang, phải không các bạn? Quả thông, quả cherry, dâu tằm, cherry, thông, cherry, nhìn lên, nhìn lên. Hay càng lúc càng căng thẳng đây. 1 phút 30 mấy giây nữa, hiện tại thì cô bé Masa đã thu hoạch được 8 giỏ. Những còn tới 6 giỏ lượt. Để xem, không biết cô bé Masa của chúng ta có vượt qua được không nữa. Quả thông, quả cherry, cherry, dâu tằm, cherry. À, được 9 rồi, 10 rồi. 4 giỏ nữa, 4 giỏ nữa. Nhanh tay lên, nhanh tay lên. Cô bé Masa rất là cố gắng. Cố lên Masa ơi. Dâu tằm, quả cherry, quả cherry, quả thông, quả cherry, quả thông, quả dâu tằm, quả cherry, quả thông. Nhanh lên, cố lên Masa ơi. 12 giỏ, vẫn còn 2 giỏ nữa thôi. À, một giỏ cuối cùng. Cô bé Masa của chúng ta giỏi quá. Hiện tại cô bé Masa của chúng ta đã hoàn thành được mục tiêu là thu hoạch được 14 giỏ trái cây. Vẫn còn những giây cuối cùng, cô bé Masa của chúng ta vẫn đang rất là cố gắng. Masa giỏi quá. Hiện tại thì cô bé của Masa của chúng ta đã vượt qua được 3 cái dòng thi rồi, kết thúc 3 dòng. Đến đây chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Chân thành cảm ơn các bạn đã đón theo dõi và cùng Masa trải qua những giây phút thật là căng thẳng và vui nhộn. Hẹn gặp lại các bạn qua một trò chơi khác của Masa nhé.